Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Chung Quanh Tôi của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Hồng Đào và chính tác giả. Tôi sang đây mang theo ba cô em gái. Cả ba đứa em tôi, Thục, Hảo và Nga, dung nhan đều không lấy gì là mỹ miều, vì lý do giản dị là chúng nó giống tôi. Đã thế lại ảnh hưởng tính lười biếng gia truyền, cho nên việc nhà tuy chẳng có bao nhiêu mà hễ cứ đụng đến là cãi nhau như họp chợ. Có lần tôi lắc đầu bảo chúng: mai kia thằng nào không may lấy phải chúng mày, tao sẽ xin thành kính phân ưu cùng thằng đó. Lập tức các em tôi, dù đang cãi nhau rất hăng, cũng vội gác thủ riêng để cùng đứng về một phía, cực lực phản đối tôi. Con Thục cong môi lên: lầm to rồi anh ơi. Anh đừng tưởng bên này còn giống như Việt Nam. Nếu anh nghĩ thế thì chính chúng em phải phân ưu cùng anh mới đúng. Thực tế hình như đang diễn ra đúng như vậy. Ba đứa em tôi mới mấy năm trước đây còn là mối lo lớn của ông bà già và cả gia đình tôi tại Sài Gòn. Nhưng cái xã hội Việt Nam trai thiếu gái thừa đâu có theo sang Bắc Mỹ này được. Nhất là vào thời điểm mà nhà nào cũng chỉ dành ưu tiên cho con trai vượt biển để tránh nghĩa vụ quân sự và những phiền toái trùng điệp của chế độ. Nhà nước lúc ấy dĩ nhiên chưa mở cửa cho người ta ra nước ngoài đoàn tụ, cũng chưa rộng vòng tay mời gọi Việt Kiều về nước giải sầu như hôm nay. Cho nên cộng đồng người Việt hải ngoại nhìn quanh ở bất cứ thành phố nào cũng thấy ngay đàn ông luôn luôn chiếm đa số. Chính vì vậy, ba đứa em gái tầm thường của tôi vừa đặt chân đến Canada là bất chợt trở nên sáng giá, xóa hết ngay cái dĩ vãng ế ẩm ở quê nhà. Chính chúng cũng ý thức được điều đó, cho nên đã nhanh chóng lợi dụng thời cơ để vùng lên một cách mãnh liệt. Tôi ngứa mắt lắm nhưng không làm gì được. Bỗng dưng căn nhà tôi mướn ở ngoại ô cứ tấp nập khách khứa vào ra đưa đón. Đám thanh niên gặp tôi, gã nào cũng tỏ ra niềm nở ân cần, mặc dù cái mặt tôi trông rất khó thương. Có cả những anh chàng lớn tuổi hơn tôi, tháng 4 năm 75 vội vã di tản, bỏ lại vợ con, bây giờ tạm thời độc thân tại chỗ, cũng xum xoe đến làm quen với tôi, mong bắt một nhịp cầu để gần gũi ba cô em kênh kiệu một cách phi lý của tôi. Bản tính tôi vốn là đứa lông bông thiếu chín chắn, nhưng thời thế đưa đẩy, thiên hạ thường xuyên lui tới chật nhà, đã khiến tôi phải khoác lên người một vai kịch mới, lúc nào mặt cũng nghiêm và buồn, cho đúng với cương vị một người gia trưởng có trách nhiệm chăm sóc ba đứa em thơ dại. Chỉ mấy tháng sau ngày định cư, tôi bỗng giật mình nhận ra ba đứa em tôi hoàn toàn lột xác. Tụi nhỏ còn đang đi học cả mà không biết nguồn tiền ở đâu, sắm sửa đủ thứ áo quần, giày dép, nữ trang, thứ nào cũng đúng mốt. Sáng sớm bước chân xuống khỏi giường là chuẩn bị đánh mascara, đôi khi gắn lông nheo giả cố ý làm cho đôi mắt sâu thẳm mơ màng, và chỉ khi nào chắc chắn không còn ai đến thăm, cài then cửa đi ngủ, bấy giờ mới gỡ ra để rửa mặt. Mái tóc nữ sinh ngày trước buông xõa xuống vai một cách tự nhiên, bây giờ cũng được uốn ép sấy nhuộm thường xuyên, xịt hàng chai keo để giữ kiểu,
Ra đường, gió có thổi thật mạnh cũng không hề hấn gì. Đến cả dáng đi của từng đứa cũng dần dà đổi thay. Và điều đặc biệt nhất là đứa nào cũng yêu đời ra mặt. Dĩ nhiên tôi rất ít khi cho tiền chúng, bởi làm gì có tiền mà cho. Ở Việt Nam, nửa thầy nửa thợ, chuyên sống bằng nhiều nghề tay trái. Sang đây hết đất ruộng võ, tôi cứ lêu bêu hết rửa chén lại đi hút bụi. Lắm lúc muốn đổi nghề, nhưng nộp resume vào sở nào cũng bị lắc đầu từ chối, là bởi người ta chỉ nhìn thấy toàn là kinh nghiệm nhà bếp. Cho nên con đường duy nhất của tôi có lẽ sẽ kéo dài suốt quãng đời còn lại, là đành bám chặt lấy các tiệm ăn lớn nhỏ trong thành phố. Các em tôi lúc này giao thiệp rộng, tự thấy mình thuộc hàng thượng lưu, cho nên rất ưu phiền về việc tôi chỉ biết rửa chén kinh niên. Tôi đành chỉ biết gượng cười và phun ra một câu vớt vát rất cổ điển: chúng mày đừng có lắm chuyện, nghề nào chả là nghề, chỉ có người xấu chứ làm gì có nghề xấu. Một hôm trong bữa cơm chiều, nghe các em tôi bàn chuyện thời trang, tôi ngứa miệng chen vào: tiền đâu mà chúng mày sắm sửa nhiều quá vậy? Lập tức cả ba đứa chồm lên, làm như uất ức lắm. Anh đã không cho tụi em thì thôi, còn hỏi gì nữa. Rồi chúng nhao nhao chỉ trích sự lạc hậu của tôi và yêu cầu tôi phải cải tổ ngay. Hảo buông đũa, chăm chú nhìn tôi rồi nói: anh phải mua ngay một bộ đồ vest. Tuần tới sinh nhật em sẽ tổ chức party tại nhà, anh phải tiếp khách đấy. Tôi buột mồm nói: mày làm gì có sinh nhật mà bày đặt, hồi đẻ mày gia đình chạy loạn mất hết cả giấy tờ, về sau bố mới làm lại giấy khai sinh, lấy đại một ngày nào đó cho mày. Đến lúc qua đảo mày lại khai tụt xuống 2 tuổi, thành ra đâu có biết ngày nào là ngày sinh nhật thật của mày mà tổ chức party. Hảo ngượng ngập: anh nhà quê lắm, cần gì phải làm sinh nhật cho đúng ngày. Thục tỏ vẻ thông cảm với Hảo, nguyết nhẹ tôi và gật đầu phụ họa: chứ còn gì nữa, anh chậm tiến lắm. Các em tôi nói đúng, có lẽ tôi chậm tiến thật. Ra hải ngoại đã gần 1 năm mà vẫn chưa biết gì về các ngõ ngách của xã hội bên này. Các em tôi thì đã học rất nhanh những trò tính toán khôn vặt đầy ích kỷ, chẳng hạn như chỉ mua áo quần đắt giá ở những tiệm có thể trả lại được, để ăn mặc cho thật lộng lẫy trong buổi party, rồi sau đó hoàn lại lấy tiền về. Giả như sau mỗi lần shopping chúng không dặn nhau phải giữ thật kỹ receipt, thì chắc đến giờ này tôi vẫn chưa biết được cái mánh khóe ăn người đó. Tôi có lên tiếng phản đối thì cả ba đều xúm lại chê tôi là người thiếu khôn ngoan. Giết rồi tôi đành chịu thua, không cãi nổi ba cái miệng đắc thắng của tụi nhỏ. Tôi nhớ ra rằng hầu như tuần nào các em tôi cũng đi ăn sinh nhật của bạn bè, rồi để đáp lại chúng cũng chế ra ngày sinh của mình để có cớ đãi tiệc, và nhất là để nhận quà. Cách đây 2 tháng, một buổi tối tôi đang nằm đọc báo trong buồng thì loáng thoáng nghe Nga bàn với Thục ngoài phòng khách: chị Thục ơi, tuần tới long weekend chị phụ em tổ chức birthday party cho em nhé. Thục tỏ vẻ ngần ngại: mày mới làm tiệc sinh nhật cách đây chưa đầy 3 tháng, bây giờ làm nữa kỳ lắm. Để thư thả thêm vài tuần nữa cho người ta quên bữa tiệc lần trước đi đã. Nga cắt nghĩa: chị đừng lo, những người mà lần trước em đã mời thì lần này em sẽ không mời nữa. Thục hiểu ra tán đồng ngay: con này giỏi, thế mà tao không nghĩ ra. Thật ra thì cả hai chị em đều cẩn thận một cách không cần thiết. Đám thanh niên trong thành phố hễ được các em tôi điện thoại ngỏ ý mời đều hân hoan nhận lời ngay và khệ nệ ôm quà tới, không cần biết đó là bữa tiệc sinh nhật lần thứ mấy trong năm của Nga. Tình trạng mất quân bình, trai thừa gái thiếu đã lên tới mức trầm trọng. Nhiều chàng trai bề ngoài rất bảnh bao mà bất đắc dĩ phải làm quen để rồi chung sống với phụ nữ dị chủng,
kể cả các cô gái da đỏ. Những gã trai tơ nằm chèo queo mãi chịu không nổi đã phải tắt vào những bà lớn hơn đến cả mười mấy tuổi mà vẫn nghênh ngang dẫn đi dạo phố, gặp người quen hãnh diện giới thiệu: "Đây là nhà tôi." Trong hoàn cảnh nhiễu nhương ấy, nếu anh chàng nào được lọt vào mắt xanh của một trong ba đứa em tôi thì đó là cả một niềm hạnh phúc rất lớn. Bởi vậy họ phải chạy đua để mua lòng người đẹp, dù có tốn kém chút ít cũng không sao. Tính các em tôi lại rất thực tế, biết cảm thông nỗi khổ của đàn ông mỗi khi phải đi shopping, cho nên có đôi lúc chính chúng thẳng thắn gợi ý để khách biết sở thích của mình mà mua quà tặng cho đỡ mất thì giờ. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là không biết tụi nhỏ học khiêu vũ bao giờ mà đứa nào biểu diễn cũng rất nhuyễn. Hôm sinh nhật Nga, mướn cái phòng tiếp tân khá rộng của bên Đinh, con bé mở màn paso thật đẹp. Thục và Hảo thì lắc twist và disco vẹo cả người. Tôi cứ chố mắt ngồi nhìn. Tụi nhỏ vừa nhảy vừa nháy mắt nhìn tôi chọc ghẹo. Cái thế giới này xa lạ và mới mẻ quá đối với tôi. Chẳng biết bao giờ tôi mới hòa nhập vào được. Một gã thanh niên ngồi cạnh tôi móc gói thuốc, rút ra một điếu. Nhưng tôi lắc đầu từ chối. Gã mới từ trại tị nạn Hồng Kông sang và đang học cùng lớp Anh Văn với Thục. Trên sàn nhảy trước mặt, vợ gã từ nãy đến giờ vẫn hồ hởi uốn mình theo điệu nhạc, hết bản này sang bản khác, bỏ gã ngồi một mình u sầu bên cạnh tôi. Gã muốn quay sang nói chuyện với tôi, và chính tôi cũng muốn trao đổi vài câu với gã cho đỡ buồn. Nhưng tiếng nhạc, tiếng ca lớn quá, thành ra chúng tôi lại đành im lặng. Một lúc khá lâu, hình như chị vợ sực nhớ ra sự hiện diện của gã, mới tạm rời sàn nhảy tiến lại và âu yếm trách: "Ơ hay, không sao nhảy với người ta, cứ ngồi ru rú một chỗ như là ma só là thế nào, lạ nhỉ?" Anh chồng gắt nhẹ: "Đã bảo là không thích mà lại..." Chị vợ kiên nhẫn: "Thế thì đóng tiền học để làm cái gì, rõ chán." Vừa lúc đó điệu rumba trổi lên, chị nắm tay chồng lôi dậy: "Thôi, không có nói nhiều, ra đây phục vụ em bạn này, anh thích rumba lắm mà." Anh chồng đành miễn cưỡng đứng dậy, đưa mắt nhìn tôi phân trần. Sau buổi dạ vũ đó, ba đứa em tôi càng nhận ra sự lạc lõng của thằng anh nhà quê, và chúng tìm ra giải pháp là giới thiệu cho tôi một cô bạn gái. Chúng thừa hiểu rằng chẳng có phương thức cải tạo nào mãnh liệt và hữu hiệu cho bằng tiếng nói của một người tình. Chúng nói tôi có thể không nghe, nhưng bất cứ một đứa con gái nào khác ra lệnh, chắc chắn tôi sẽ phải siêu lòng. Để phút đầu gặp gỡ được tăng thêm phần long trọng, ba đứa bắt tôi phải mua một bộ vest đang sale và đôi giày second hand, rồi dắt tôi ra mắt người đẹp. Dĩ nhiên tôi cũng khấp khởi lắm. Đời sống hải ngoại tuy rất ồn ào bên ngoài nhưng lại rất quạnh quẽ trong lòng. Ngày ngày đi làm về, nằm một mình nhìn bốn bức tường trắng, nhiều lúc cảm thấy cô đơn đến lạnh người. Chính vì thế, lúc nào tôi cũng cảm thông với tâm trạng của hàng loạt thanh niên độc thân, ngày ngày vẫn kiên nhẫn thăm hỏi mấy đứa em tôi, mặc dầu trong thâm sâu tôi rất ứa gan về thái độ tự lên giá ngang xương của đám con gái. Hôm ấy tôi ngồi chờ ở một nhà hàng sang trọng, có ngọn nến lung linh đặt trước mặt, uống gần cạn tách cà phê thì Hảo đưa người đẹp đến và giới thiệu bằng giọng văn hoa: "Đây là ông anh tao, người vẫn ngưỡng mộ mày từ lâu." Tôi khẽ gật đầu chào. Hảo bảo tôi: "Còn đây là Hà Mỹ Trúc, bạn em." Tôi mời nàng ngồi rồi thân mật nói một câu đã nhẩm thuộc lòng suốt đêm qua: "Chưa gặp Trúc lần nào nhưng mà anh vẫn thấy như đã quen từ lâu lắm, bởi vì hầu như chả có ngày nào mấy đứa em anh nó không nhắc đến Trúc." Câu nói ấy tôi biết là rất cải lương nhưng lại cũng rất cần thiết. Những người đàn ông từng trải trên tình trường vẫn thường truyền giảng kinh nghiệm cho hậu thế rằng khi gặp đàn bà con gái
đừng ngại phun ra những lời cải lương, bởi đó là thứ văn chương thực dụng, đôi khi có hấp lực rất mạnh đối với người khác phái vốn nhẹ dạ từ bẩm sinh. Nghe tôi nói, Hảo cố nhịn cười bảo Trúc: Anh tao nói thật đấy, thỉnh thoảng mày vẫn thấy anh tao đến trường đón tao chứ gì. Sức mấy mà đón tao, đến chỉ để nhìn mày cho đỡ nhớ thôi. Trúc đập tay vào vai Hảo sung sướng gạt đi: Nhỏ này bậy bạ không à? Tôi nghiêm mặt gật đầu: Hảo nó nói thật đấy, mấy lần anh định gặp Trúc để làm quen nhưng cứ ngần ngại mãi. Cuối cùng thì phải cầu cứu con nhỏ này, vì anh biết nó thân với Trúc lắm. Trúc gật đầu: Vâng, chúng em học cùng lớp, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết. Thế là từ lúc ấy tôi có một người tình. Tính tôi vốn nhút nhát, giả như không có các em tôi vun vào thì khó lòng mà đánh bại được bao nhiêu gã thanh niên đang trờn vờn chung quanh Trúc. Xong nhiệm vụ, Hảo bỏ đi, để lại mình tôi ngồi với Trúc. Tôi vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa thăm hỏi về sinh hoạt thường nhật của Trúc. Thật ra tôi đã thấy nàng nhiều lần ở đâu đó, nhưng chưa bao giờ ngồi đối diện để được nhìn thật gần những đường nét rất nhỏ trên khuôn mặt trái xoan và tấm thân khá phì nhiêu của nàng. Từ lúc nghe Hảo giới thiệu, tôi cứ phân vân mãi, không biết Hà Mỹ Trúc là tên thật hay một bút hiệu của nàng, bởi cái tên ấy ít có ở một người bình thường. Hà Mỹ Trúc, cái tên mà tôi đoán là các soạn giả cải lương đều yêu thích. Nữ sĩ Quỳnh Giao cũng sản xuất ra hàng loạt nhân vật tiểu thuyết mang cái bĩ danh tựa tựa như vậy. Nhưng theo người hiểu chuyện kể lại cho tôi sau này, thì tên thật của nàng có ghi trong giấy khai sinh cấp tại Bảo Sanh Viện Biên Hòa là Hà Thị Mẹo. Cái tên đã làm nàng đau khổ kể từ khi mới bắt đầu biết làm dáng. Cha ơi, nào có phải nàng xấu thì đã đành, đằng này nàng rất đẹp, ít ra chính nàng tin như vậy. Thế mà ông bà già chỉ vì kiêng cữ theo thói quen mê tín lạc hậu ngày trước, cho nên mới nỡ lấy cái tên tầm thường ấy để gán cho nàng. Ở trường học, mỗi lần thầy cô kêu tên trả bài, nàng buồn rầu. Mỗi lần bạn bè gọi đến, nàng chán nản. Nàng thấy mình sinh lầm trong một gia đình thiếu văn minh, cha mẹ làm khổ con một cách vô lý. Thật ra thì nàng nghi oan cho bố mẹ, không phải vì đặt tên đẹp sợ ông bà bắt đi, mà cha mẹ nàng phải chọn cái tên xấu xí ấy đâu. Chẳng qua là vì gia đình nhà quê thường đông con, cho nên hay lấy ngay năm sinh mà đặt cho đứa bé mới chào đời để về sau dễ nhớ. Người tình của ông thi sĩ Phạm Thiên Thư là cô nữ sinh họ Hoàng, cũng nằm trong trường hợp này, cho nên mới có những vần thơ "Em tang trường về, anh theo ngọ về", để về sau nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Nhưng đặt tên kiểu ấy thì nàng buồn cũng phải, bởi cái tên Mẹo chẳng những đã không đẹp mà lại còn lộ liễu nữa. Mai sau sẽ có lúc nàng phải giấu tuổi. Đàn bà con gái lúc còn bé thì khoái làm người lớn. Em lớn rồi chứ bộ, anh cứ coi em như con nít hoài, em giận cho mà xem. Nhưng đến khi lớn thật thì lại vô cùng sợ hãi khi có ai hỏi tuổi của mình. Cho nên cứ sự thường thì từ khoảng 25 trở đi, các bà sẽ không tiết lộ năm sinh của mình nữa. Mẹo rồi cũng sẽ phải bước theo lối mòn ấy. Nhưng khổ cho nàng là sẽ không thể nào giấu tuổi được, bởi vì cái tên nó sờ sờ ra đấy. Tí xỉu dần mẹo, bấm đốt ngón tay người ta cũng biết ngay tuổi thật của nàng, chẳng có cách gì mà che đậy được. Và nàng khóc ấm ức, nhất định đòi đổi tên. Bà mẹ vốn cả đời lam lũ, đầu tắt mặt tối, nghe con phân giải cũng thấy thương, dịu dàng an ủi: Đẹp người đẹp nết mới quý, chứ ăn thua gì cái tên hả con? Nhưng ông bố thì lại không ngọt ngào như vậy. Nghe con cằn nhằn, đang giở tay đóng lại cái ghế đầu gãy một chân, ông quăng bẹt ngay cái búa sang bên cạnh rồi quát lên: Tiên sư cha mày, tên với trả tuổi,
học ăn học làm đi. Mai kia lấy chồng rồi còn đứa nào nó biết cái tên thật của mày là gì nữa. Rõ thật lo bò trắng răng. Và ông đuổi nàng xuống bếp, lo cho bầy lợn mười mấy con đang đòi ăn. Thế là nàng vừa nấu cám heo, vừa khóc lẻ loi một mình. Mãi cho đến khi vượt biển tới trại tị nạn Mã Lai, giấc mộng của nàng mới thành sự thật. Ngày đầu vào gặp cao ủy để phỏng vấn, nàng trút bỏ mọi quá khứ, khai ngay cái tên mới mà nàng ấp ủ từ lâu là Hà Mỹ Trúc. Cũng may cha mẹ nàng không đi cùng chuyến, cho nên có muốn ngăn cản cũng không được. Nàng yêu cái tên đó lắm, nói chuyện với ai cũng tự xưng. Và đứa em 11 tuổi của nàng nếu lỡ mồm mà gọi chị Mẹo ơi thì lập tức sẽ lãnh ngay một cái tát sưng vêu mặt lên cho nó nhớ. Nàng thường nũng nịu bảo tôi: Trúc, Trúc còn bé lắm, Trúc, Trúc chưa biết gì đâu, anh phải hướng dẫn Trúc đủ thứ đấy. Nói thế nhưng thật ra trong mối quan hệ của chúng tôi, nàng luôn luôn nắm phần chủ động và lấn lướt. Những chiều dạo phố đi bên nàng, tôi luôn luôn có cảm giác dè dặt. Những đêm dạ vũ, tôi lại càng cảm thấy lạc lõng. Tôi vốn không biết nhảy đầm, mà nàng thì say mê cái thú múa đôi đó lắm. Ít có buổi dạ vũ nào nàng không nhắc tôi mua vé đi dự. Dưới ánh đèn màu, khuôn mặt nàng trông rất xinh. Chỉ tiếc rằng quan niệm thẩm mỹ ở quê nhà ngày trước không giống như hải ngoại bây giờ. Và dường như chính nàng cũng chưa nhìn ra điều đó, để giảm ăn cho thân hình ốm bớt. Ngày xưa người ta cứ khen những cô gái đẫy đà và gọi họ một cách trìu mến là có da có thịt. Thì trong một xã hội mà lương thực là mối lo thường xuyên của đại đa số quần chúng, ai nghĩ đến chuyện diet bao giờ? Lên cân xuống cân, thể dục thẩm mỹ, tất cả đều là trò xa xỉ của những sự giàu mà thôi. Ông bà chúng ta chê người ốm đói chứ không chê người mập, cho nên mập không phải là một mối bận tâm như cái nhìn thẩm mỹ sau này ở nước ngoài. Hà Mỹ Trúc của tôi thuộc loại người mát da mát thịt đó. Muốn ôm nàng phải nối vòng tay lớn mới đủ kích thước. Nàng lại thích mặc áo sát nách, khoe ra đôi cánh tay trần khá vạm vỡ, dấu tích của một thời đảm đang trong gia đình quanh năm lao động. Bên nàng, có lúc tôi bỗng cảm thấy nhỏ bé khép nép, và chợt có cảm tưởng vừa lùi về, sống lại trong một xã hội mẫu hệ. Ở đó, người đàn bà làm chủ mọi giao tế tình cảm, và đàn ông e lệ nép vào dưới hoa. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, Trúc khám phá ra ngay rằng tôi không phải là loại đàn ông nàng chờ đợi. Trong trái tim nàng không có chỗ đứng dành cho một người khô khan như tôi. Nàng thản nhiên bỏ đi để đuổi theo những bóng dáng lãng mạn khác. Nói cho đúng thì đáng lẽ nàng đã phải bỏ tôi ngay từ lâu, từ lúc mới gặp mới phải. Nhưng có lẽ vì nể các em tôi nên nàng còn nấn ná, khoan hồng cho tôi thêm mấy tháng nữa mới quẹo sang bến khác. Dĩ nhiên, đối với một thằng thất tình kinh niên như tôi thì việc nàng ra đi không lấy gì làm đau đớn lắm. Tôi chỉ hơi choáng váng, uống 2 viên Tylenol loại thường là khỏi ngay. Nhưng các em tôi lại thấy tội nghiệp, và chúng lại họp nhau để bắt đầu một vận động mới cho tôi. Có lẽ chúng nghĩ rằng khi tôi có người yêu thì tự nhiên tôi sẽ bớt khó tính đối với chúng. Trước khi giới thiệu cho tôi người đẹp thứ hai, Thục nhấn mạnh: Anh phải yêu đời lên một chút chứ. Tụi bạn em đứa nào cũng nói trông mặt thằng anh mày chán quá, lần này không xong thì thôi đấy nhé. Hảo cũng tiếc cho tôi đã để mất Hà Mỹ Trúc, nhưng nó thông cảm và an ủi: Thật ra thì anh với nó không hợp, ngay từ đầu em đã biết như thế, cho nên không phải lỗi tại anh đâu. Nga thực tế hơn, đưa ra nhận xét: Nói chung thì chỉ vì anh hiền quá. Em tôi nói đúng. Sau cuộc tình ngắn ngủi ấy, tôi khám phá thêm được một chân lý của cuộc đời là đàn bà con gái thường thích người hiền, khen người hiền, nhưng không yêu người hiền,
không muốn lấy chồng hiền. Những gã thanh niên bạo dạn, đôi khi lưu manh một chút, vẫn thường được các cô say mê hơn những thằng nghiêm chỉnh như tôi. Nhưng trời đã sinh tôi như vậy, biết làm sao thay đổi được. Giai nhân mới của tôi không phải ai xa lạ, chính là Mỹ Linh, vẫn thường đến chơi với các em tôi, nhưng ít khi tôi có dịp gặp riêng. Số tôi kể cũng lạ, nói chuyện với Mỹ Linh vài lần tôi nhận ra ngay nàng cũng có cái tính chủ động và lấn lướt tương tự như Hà Mỹ Trúc. Thôi, có lẽ cũng là định mệnh bắt tôi phải quen toàn những người đàn bà có nhiều nam tính, cho nên suốt cuộc đời tình ái của tôi chỉ để cho người ta sai vặt. Cái khác duy nhất giữa Trúc và Mỹ Linh có lẽ chỉ ở một điểm là Mỹ Linh ăn nói bạo mồm hơn Hà Mỹ Trúc rất nhiều. Lần đầu tiên đưa nàng đi party, nàng túm lấy tôi dìu ra sàn nhà. Vốn chỉ mới tập dượt sơ sài một vài lần do lời thúc giục của mấy đứa em, đôi chân tôi chưa quen điệu nhạc, cứ chập choạng như thằng say rượu và toàn thân lúc nào cũng muốn đổ ụp về phía trước. Mỹ Linh bảo tôi: "Gỡ gạc vừa thôi chứ ông anh, ôm kỹ thế." Tôi chỉ cười không dám trả lời, đầu óc còn phải tập trung đếm bước theo nhịp điệu mới học. Mỹ Linh lại nói: "Chồng anh cứ như là ông cụ non." Tôi nhịn không được đành đáp: "Cụ thật chứ cụ non cái gì." Rất bản nhạc, nàng đưa tôi về góc tối, dặn tôi ngồi đó để nàng lại quầy lấy nước uống. Tôi bước ra cửa một lúc cho đỡ ngộp, rồi trở lại chỗ cũ, ngồi lặng yên thưởng thức âm nhạc. Trên sân khấu, người ca sĩ mặt mũi đang hết sức đau khổ để cố diễn tả thật sâu xa ý nghĩa của bài hát Hận Ly Hương. Đêm nay ta lặng ngắm mây trôi, nhớ về phía xa xôi, hận sầu dâng đầy vơi. Điệu nhạc xì lô giặt dìu mời gọi, mấy chục cặp trai gái trước mắt tôi đang dán chặt vào nhau, khiến tôi tự hỏi, ôm nhau kỹ như thế, không biết hận thù dâng lên ở chỗ nào. Tôi đảo mắt nhìn quanh và chợt bắt gặp Thục cũng đang úp mặt vào vai thằng bạn tôi, thì thầm to nhỏ. Từ hôm ấy, Mỹ Linh thường xuyên điện thoại nói chuyện hoặc rủ tôi lại nhà nàng, hay có khi kéo tôi đi phố. Quan hệ kể như khá thân, nhưng tôi vẫn còn dè dặt, cố gắng duy trì một thứ tình cảm nhẹ nhàng như một người bạn hay một người anh. Bởi tôi vẫn linh cảm thấy rằng nàng và tôi mang hai bản sắc hoàn toàn khác nhau, rất khó hòa nhịp. Có khăng khít được ít lâu thì rồi lại cũng chia tay như Hà Mỹ Trúc mà thôi. Nhưng Hảo và Nga xem chừng sốt ruột lắm, cứ thỉnh thoảng lại cảnh cáo tôi: "Anh đừng có chập chờn lửng lơ con cá vàng, mất bây giờ đấy." Thục tàn nhẫn hơn: "Anh tưởng là anh có giá lắm hay sao? Em cho anh biết nhé, là bao nhiêu ông đang theo nó đấy." Tôi ngần ngừ đáp: "Thì để anh tính lại xem đã, mới quen nhau mà." Thục nói: "Tính cái gì? Hợp thì tiến xa, không hợp thì tiến gần, có cái gì mà phải suy với nghĩ." Một hôm tôi đến thăm Mỹ Linh vào chiều cuối tuần như thường lệ. Nhà nàng chỉ có hai anh em, nhưng thằng anh nàng thường ít khi có nhà. Cuộc sống độc thân trống trải, hễ không lăng xăng đưa đón mấy cô ca sĩ trong ban văn nghệ địa phương thì lại vùi đầu vào sòng xì phé ở phố Tàu để giết thì giờ. Trời mùa hè, cửa nhà nàng hé mở, tôi thản nhiên bước vào theo thói quen, chỉ ho nhẹ một tiếng làm hiệu. Không ngờ hôm ấy anh nàng có nhà. Tôi đứng khựng lại giữa phòng khách vì vừa nghe tiếng hai anh em đang tranh luận gay gắt trong buồng ngủ. Giọng Mỹ Linh khá lớn: "Sang đây anh phải thực tế chứ, cứ ôm ấp mãi cái dĩ vãng ở quê nhà thì bao giờ anh mới khá được. Mà nói cho cùng thì cái quá khứ của anh cũng đâu có gì là vinh quang mà phải nuối với tiếc. Anh với mấy ông bạn của anh uống mấy chai vào rồi xúm nhau tự tôn vinh, tự thăng cấp, nhắc mãi cái quá khứ của mình cho là vang bóng một thời. Theo em thì anh nên dẹp đi,
Phải sống cho hiện tại, níu kéo thời gian làm gì? Tôi rón rén ngồi xuống salon. Trong kia, thằng anh nàng giọng kinh ngạc: "Mày đọc ở đâu những điều đó?" Mỹ Linh nhấn mạnh: "Đứa con nít cũng nghĩ ra được điều đó, cần gì phải đọc ở đâu?" Im lặng một chút, rồi thằng anh nàng lại tiếp: "Tao hỏi mày, ai cũng cắm đầu cắm cổ lo vinh thân phì ra, thì lấy ai làm việc cộng đồng? Phải có những người như tao gánh vác thì mới gây dựng được cộng đồng chứ." Mỹ Linh hạ giọng: "Thôi ông ơi, ông đừng có vờ vịt nữa. Anh ham vui, không muốn đi làm thì cứ nói thật đi. Đưa rước ca sĩ mà anh coi là việc cộng đồng quan trọng đến nỗi không đi làm được thì em đành chịu, hết ý kiến." Tôi vói tay rón rén lấy tờ báo ở góc bàn, không ngờ lại làm rớt cái gạt tàn thuốc xuống sàn nhà. Mỹ Linh ngừng tranh luận, hỏi vọng ra: "Anh đến thế hả? Chờ em một chút nhé." Tôi đứng dậy đáp: "Thôi em bận thì để anh về lúc khác." Rồi tôi đi nhanh ra cửa. Mỹ Linh dặn theo: "Vâng, lát nữa em phone cho anh nhé." Trên đường về, tôi bắt đầu nghĩ ngợi nhiều về nàng. Mỹ Linh không nông cạn và ham vui như tôi tưởng. Trái lại, rõ ràng nàng là người thực tế và chín chắn, biết nhìn vấn đề một cách cụ thể. Nay mai khi lập gia đình rồi, chắc chắn nàng sẽ nhanh chóng gây dựng cuộc sống của mình. Tôi bỗng thấy thiện cảm của mình dành cho nàng tăng vọt hẳn lên. Tôi quyết định lát nữa về đến nhà sẽ điện thoại rủ nàng đi ăn cơm tối và bày tỏ cho nàng biết những cảm nghĩ mới mẻ đó. Đậu xe ở lề đường, tôi bước nhanh vô nhà, định vào buồng chờ điện thoại của Mỹ Linh. Nhưng ở nhà tôi có mấy khi cái điện thoại được rảnh rang. Ba đứa em gái hễ không bận tiếp khách thì lại cứ thay phiên nhau ôm cái phone, giọng đứa nào cũng cố làm ra vẻ dịu dàng nũng nịu, trả bù cho những lúc cãi nhau vì phân công nấu cơm rửa chén không đều. Con Thục vốn to xác, tấm thân mỡ màng không thua gì Hà Mỹ Trúc, thế mà nói chuyện với Kép lúc nào cũng tự xưng là bé, nghe mới chán chứ. Thôi bé chả đến đó đâu, tính bé không thích chỗ đông người, đi lễ chùa làm gì ồn ào, bé sợ lắm. Anh đưa bé đi shopping nha. Con Hảo thì lúc này bày đặt đánh tennis suốt ngày, mặc quần sọc, khoe ra hai bắp đùi cổ thụ có mấy vết sẹo dài, dấu tích ngày xưa nghịch ngợm bị con chó nhà hàng xóm đuổi cắn. Còn Nga thì muốn chơi trội, dẫn về nhà một thằng bạn ngoại quốc rất đẹp trai. Thằng này còn khá trẻ, cũng mũi lõ mắt xanh, y như một tài tử Mỹ. Gã gật đầu chào và tiến lại bắt tay tôi. Bất đắc dĩ tôi cũng phải thăm hỏi vài câu xã giao bằng tiếng Anh. Nhưng gã cứ chố mắt nhìn ngơ ngác, khiến tôi ngượng ngùng, tưởng rằng cách phát âm của mình quá kém và gã không hiểu tôi nói gì. Tôi cố gắng thêm một lúc nữa, vận dụng cả tứ chi để diễn tả câu nói, thì mới khám phá ra nó cũng là một thằng tị nạn gốc Ba Lan, vừa sang Canada và đang học lớp vỡ lòng Anh Văn cùng với Nga. Nhìn tôi và gã đàm đạo, Thục phì cười bảo Nga: "Sao mày không kiếm một thằng mẹo thứ thiệt, đem thằng này về nói chuyện mỏi tay thế mồ." Tôi xin lỗi, lui vào phòng riêng, lấy cuốn sách lên giường nằm đọc, chờ Mỹ Linh phone. Chuông vừa reo tiếng thứ nhất, tôi đã nhấc ống nghe lên,
Và lần đầu tiên tôi run run thú nhận rằng tôi yêu nàng. Mỹ Linh điềm tĩnh đáp: Em biết rồi. Câu trả lời làm tôi cột hứng, chẳng biết nói gì thêm. Tôi cứ tưởng nàng sẽ phải cảm động, nói vài lời tha thiết để đáp lại tấm thịnh tình của tôi. Nhưng hóa ra cũng giống như các em tôi, nàng rất chủ quan, tin rằng đàn ông ai gặp mình cũng sẽ phải yêu. Rồi ngay sau đó, Mỹ Linh đổi đề tài, bảo tôi: Anh ơi, em có chuyện này cần bàn với anh. Em thấy anh cứ đi rửa chén hoài, nghề đó không có tương lai. Tôi phì cười thành tiếng: Thì dĩ nhiên rồi, rửa chén mà cũng đòi tương lai thì tương lai ở chỗ nào? Nàng tiếp: Em vừa kiếm cho anh một việc khác, chuẩn bị đi, ngày mai đi làm. Lời nói của nàng là một mệnh lệnh, không cần biết tôi có đồng ý hay không. Nàng giải thích công việc, dặn dò tỉ mỉ các chi tiết cần thiết, rồi gác máy. Sáng hôm sau tôi bắt tay vào job mới. Lần đầu tiên thoát khỏi nhà bếp, tôi hân hoan thay quần áo mới, đón xe bus đến sở xã hội. Công việc theo như Mỹ Linh mô tả thì rất nhàn. Ở viện dưỡng lão dành cho nhà giàu, có những cụ già nằm chờ chết, cần người đến nói chuyện cho khuây khỏa. Cái job như thế thì quả thật nhẹ nhàng quá đối với một người chuyên lao động chân tay như tôi. Mỹ Linh còn cẩn thận bảo tôi mang theo vài cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Nàng kết luận: Nói là làm 8 tiếng, nhưng sự thường thì chỉ 4-5 tiếng mà thôi. Em đã làm ở đó mấy tháng rồi, em biết. Có điều là hồi đó em làm thiện nguyện, không có ăn lương. Có cụ ăn trưa xong là ngủ một giấc dài đến chiều mới dậy. Anh chỉ việc ngồi đọc sách hoặc là xem tivi thôi. Mới hơn 8 giờ sáng, tôi đã hân hoan đến văn phòng trình diện, làm thủ tục nhận việc. Cô thư ký viện dưỡng lão dẫn tôi tới phòng một bà già 86 tuổi, nhưng nom còn hồng hào khỏe mạnh lắm. Cô giới thiệu tôi với bà cụ, rồi trước khi bỏ ra, cô dặn tôi hễ thấy triệu chứng gì bất thường thì chỉ việc ấn nút chuông gọi y tá. Tôi bắt ghế ngồi bên giường đàm đạo. Thật ra thì tôi không cần phải nói gì cả. Bà cụ cô độc lâu ngày, vớ được tôi mừng quá, nói huyên thuyên không ngừng, chẳng để cho tôi có chút thì giờ nào chen vào. Hơn thế nữa, tiếng Anh của một người bình thường tôi nghe đã vất vả, huống chi nó lại phát ra từ một cái mồm không còn chiếc răng nào, cứ phều phào lẫn lộn, thì làm sao tôi hiểu được mà đối thoại. Nhưng sở xã hội đã dặn tôi là không cần phải nói, chỉ cần đưa đẩy câu chuyện để bà cụ biết mình không cô đơn là được rồi. Tôi ngồi gật gù, lâu lâu chen vào vài tiếng vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như: Thế à, thật không cụ? Hoặc: Cụ nói đúng lắm. Bà cụ nói liền 8 tiếng, không nghỉ giải lao. Cụ kể về tuổi ấu thơ của cụ, về sự thành công của con cháu, cả những vấn đề thời sự của Canada và thế giới. Chuyện này cụ bắt sang chuyện kia, chẳng có đầu đuôi gì cả. Tôi cố gắng lắng nghe một cách chăm chú, cũng chỉ hiểu được một phần rất nhỏ. Ở đầu giường cụ có cuốn album giữ những tấm hình trắng đen cụ chụp từ hồi còn là một thiếu nữ xinh xắn tại một nông trại. Cụ bắt tôi mở ra, giơ lên trước mặt để cụ chỉ vào từng tấm và giải thích cặn kẽ cho tôi nghe. Mãi đến xế chiều, cụ mệt và đói quá mới tạm ngưng và bảo tôi vào bếp hâm bát súp để cụ ăn lấy sức mà nói tiếp. Thời ấy chưa có microwave, tôi lay hoay hơn nửa giờ mới bưng được bát cháo nóng ra. Nhưng bà cụ đã kiệt sức, chết quay ra từ lúc nào rồi. Cái mồm không răng há ra để lộ hai hàng lợi đỏ chót, cặp mắt lạc thần vẫn trừng trừng mở, và cái đầu lưa thưa tóc bạc ngoẻo sang một bên. Tôi kinh hãi gọi nhân viên văn phòng, rồi lập tức xin thôi việc. Cũng may tôi chưa kịp báo tin xin nghỉ việc ở nhà hàng, cho nên từ viện dưỡng lão tôi đón xe đến thẳng restaurant và lại tiếp tục lao vào rửa chén.
Một tuần sau, Mỹ Linh lại tìm cho tôi được một việc khác. Có lẽ nàng đã quyết chí không để người yêu của mình cứ quanh năm suốt tháng an phận trong nhà bếp. Bấy giờ, nhà thờ Tin Lành trong khu vực nàng cư ngụ đang cần một người phụ việc part-time. Nàng điện thoại nói chuyện trực tiếp với ông mục sư và ông bằng lòng giao việc đó cho tôi. Vốn là người đạo đức nên tôi hân hoan nhận ngay công việc nhà thờ ủy thác, không cần hỏi rõ xem ông mục sư sẽ bắt tôi làm gì. Số là lúc ấy, một rạp hát trong thành phố đang rầm rộ quảng cáo chiếu cuốn phim Deep Throat lần đầu tiên. Canada vốn khác với Mỹ, không buông thả, không tự do về tình dục như Hoa Kỳ. Người Canada không được quyền mua súng, mọi shopping centers đều phải đóng cửa ngày Chủ nhật để gia đình sum họp và đi nhà thờ. Phim sex bị kiểm duyệt gắt gao, cấm chiếu ngoài rạp. Đó là những biện pháp mà từ bao lâu nay các giới chức chính quyền vẫn tin rằng có khả năng làm giảm tội ác trong xã hội. Tỉnh bang tôi cư ngụ lại càng bảo thủ hơn nữa, cho nên những loại phim gọi là 3X như Deep Throat chưa bao giờ được phép xuất hiện tại các rạp công cộng. Dân Canada muốn coi thì phải lái xe qua bên kia biên giới. Cá nhân tôi từ thuở mới lớn ở trong nước vốn cũng đã thầm mong được xem vài cuốn phim loại này cho thỏa tính tò mò, nhưng tới nay vẫn chưa có dịp. Thế mà không ngờ bây giờ tôi lại phải nhận cái job của ông mục sư để chống lại cuốn phim đó. Ông bắt tôi đeo hai tấm biểu ngữ trước ngực và sau lưng bằng vải trắng, viết chữ đen, dài từ cổ xuống quá đầu gối. Tấm phía trước ghi hàng chữ Jesus died for our sins, nghĩa là Chúa chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Tấm sau lưng ghi một câu ngắn hơn, The end is near. Tôi hiểu đại khái là ngày tận thế đã gần kề. Tôi cứ lững thững đi tới đi lui trước cửa rạp, mục đích xúi người ta đừng vào xem cuốn phim tội lỗi đó. Mặt mũi tôi rất nghiêm trang, thành khẩn, tay ôm cuốn thánh kinh dày cộm, bìa đen chữ mạ vàng, giống hệt một vị chân tu khổ hạnh. Đoàn người mua vé nườm nượp nối đuôi nhau, ai cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi hờ hững rồi quay đi. Họ lờ tôi đi là phải, bởi không lẽ đã đến trước cửa rạp rồi chỉ vì đọc thấy câu biểu ngữ của tôi mà đổi ý bỏ về hay sao? Trước khi tới địa điểm, tôi đã cẩn thận hỏi vị mục sư. Tiếng Anh tôi yếu quá, làm sao giảng đạo được? Mục sư cười trấn an. Không, tôi không có mướn anh giảng đạo, đó là việc của tôi. Anh không phải nói gì nhiều, chỉ khi nào có ai đến gần thì anh nói Deep Throat no good, thế là đủ rồi. Ông chở tôi tới, thả tôi trước cửa rạp, rồi đứng lảng vảng ở một gốc cây gần đó xem tôi làm ăn có kết quả gì hay không. Tôi bước xuống xe, đeo hai tấm vải vào người, rồi bắt đầu nghiêm trang đi tới đi lui, miệng lẩm nhẩm như người đang lần chuỗi cầu kinh. Trong đám khán giả nối đuôi nhau chờ mua vé, nào ngờ lại có cả thằng Long, bạn rất thân của tôi, mặt mũi đang hí hửng, tay cầm sẵn $7 chờ đợi. Vừa thấy tôi, Long chố mắt nhìn kinh ngạc, rồi nó chạy lại níu lấy vai tôi và sừng sốt hỏi: mày làm trò gì thế này? Tôi liếc mắt thấy ông mục sư đang theo dõi, bèn lớn tiếng trả lời: Deep Throat no good. Long gắt lên: dẹp đi mày. Tôi vẫn nghiêm nghị: Jesus died for our sins. Nó bĩu môi mỉa mai: thôi mày ơi, vờ vịt hoài, mày là vua coi phim con heo mà bây giờ bày đặt cái nỗi gì. Biết ông mục sư đang chăm chú nhìn, tôi càng nói lớn: The end is near. Long chán nản bỏ đi, lẩm bẩm chửi: mẹ chắc nó khùng rồi, dây cho đã bây giờ thất tình bày đặt đi tu. Chính nó mới là thằng khùng, nó không hiểu đây là cái job của tôi. Tôi thấy ông mục sư nép sau gốc cây nhìn tôi gật gù hài lòng và an tâm leo lên xe phóng đi. Chờ ông vừa khuất, tôi ngoắc Long lại và dặn nhỏ:
lấy cho tao một vé. Nó nhìn tôi ngờ vực, tôi phải gắt nhẹ. Nhìn thấy mẹ gì, mua luôn cho tao một vé, chờ tao đi dẹp đồ nghề rồi vào coi luôn. Thằng bạn hiểu ý gật đầu. Tôi lững thững bước đi, nhưng đi luôn, không vòng lại phía khán giả đang xếp hàng. Tới một ngã tư, tôi rẽ vào bãi đậu xe, lấm lét nhìn trước trông sau, không thấy ai. Tháo vội hai tấm vải, gấp lại gọn ghẽ và nhét vô trong áo. Rồi tôi sửa lại mái tóc, đeo mắt kính đen, trở lại trước cửa rạp, sánh vai thằng bạn, hân hoan chui vào. Rạp đông nghẹt người, chúng tôi kiếm mãi mới được hai chỗ trống khá sâu trong góc. Tôi theo sát sau lưng Long, mặt tôi cúi gầm xuống vì sợ có ai nhận ra tôi là thằng vừa đeo hai tấm biểu ngữ phản đối trước cửa rạp. Long bảo nhỏ tôi, phim này tao coi rồi. Tôi ngạc nhiên, hay không, chưa bao giờ mà mày coi. Long thản nhiên giải thích, coi bên Mỹ, hồi đó qua Seattle đi đám tang ông bác, tao ghé vào rạp coi, cũng được thôi, không hay lắm. Nhưng sở dĩ nó nổi tiếng là vì con mẹ Linda Lovelace đóng vai chính, tuyên bố với báo chí rằng chồng nó dí súng vào đầu, bắt phải đóng. Ai cũng biết nó làm xì căng đan cho người ta chú ý. Tôi liếc mắt nhìn Long cảm phục, thằng này rất lanh lợi, chuyện gì cũng biết. Chúng tôi thân nhau từ ngày còn đi học trong nước. Năm 75, một mình nhanh chân chạy trước ra bến tàu, chen lấn và giành được một chỗ đi. Nhờ có người anh du học tại Canada bảo lãnh, Long qua định cư rất nhanh. Nhưng sang tới nơi, ở với nhau được mấy tháng thì bất hòa, nó dọn ra và vì tức ông anh, nó cắm đầu cắm cổ đi làm, gây dựng cuộc sống riêng, dành dụng được số vốn cũng khá. Giữa năm 78, nghĩa là đúng 3 năm nằm chơ vơ gác chuông, Long vớ được một cô vợ Lào, vừa trẻ vừa đẹp. Hạnh phúc bất chợt làm gã yêu đời ra mặt, suốt ngày ca ngợi vợ là người hiền đức. Mà người Lào thì hiền thật, có lẽ hiền nhất trong các dân tộc Á Châu. Ngày ngày Long đi làm về, cô vợ cơm bưng nước rót, phục dịch chồng không khác gì một đứa ở. Ăn cơm tàu ở nhà Tây lấy vợ Lào, Long thường cười cười hãnh diện khoe với bạn bè như vậy. Và nếu cứ đúng như lời Long kể thì vợ gã đáng được viết tiểu sử cùng thành tích để ghi trong cuốn Vẻ Vang Dân Lào. Đầu năm 79, trong số mấy chục ngàn người tị nạn Đông Dương được Canada nhận cho định cư theo diện nhân đạo, có một đợt khá đông người Lào và Campuchia. Vợ Long bắt liên lạc được với người anh họ tên là Phu Ma và rủ về sống chung cùng một thành phố. Long lăng xăng vận động mướn cho căn phòng độc thân ở cùng Vinh Đinh, ngay kế phòng Long, để anh em tối lửa tắt đèn có nhau. Vợ Long ôm lấy chồng cám ơn rối rít. Phu Ma có nghề thợ bạc, nhận hàng về nhà làm nên ít khi ra ngoài. Gã cũng hiền như cục đất, Long nói gì gã chỉ gật đầu, không bao giờ cãi lại. Tuy xét về vai vế thì Phu Ma là anh Long, nhưng Long thường xuyên sai vặt mà gã luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời, không hề tỏ ý phiền hòa. Cuối tuần Long sang gõ cửa bảo gã qua ăn cơm thì gã qua, không thì thôi. Chẳng mấy khi gã tự ý quấy rầy vợ chồng Long. Đôi khi Long thấy tội nghiệp, cứ phải nhắc vợ có món gì ngon thì bưng sang cho gã. Mỗi lần như thế, Phu Ma lại gõ cửa khúm núm cảm ơn Long. Cho đến một hôm Long đi làm về thì thấy nhà cửa vắng tanh, vợ gã dọn hết những thứ gì có thể dọn được. Long ngơ ngác chạy sang phòng Phu Ma để hỏi thăm thì gã cũng không còn ở đó nữa. Thì ra cái thằng anh họ thợ bạc đó chính là người yêu của vợ Long. Bấy lâu nay mỗi khi Long đi làm, gã vẫn mò qua cơm no bỏ cưỡi ngay tại nhà của Long mà Long ngay tỉnh không biết. Bây giờ đến lúc chúng nó rủ nhau trốn đi xây tổ ấm. Những cuộc hôn nhân dị chủng thường vẫn khó bền chặt, bởi trong thâm sâu người ta vẫn có sự thôi thúc âm ỉ muốn tìm về với người đồng chủng khi có cơ hội. Long vật vã đến cả nửa năm, nhớ thương thì ít mà căm hận thì nhiều.
Nó bê bối công việc đến nỗi bị chủ sa thải, mà nó cũng bất cần. Khoảng thời gian này tôi mới sang định cư, Long trở lại cuộc sống độc thân và hay ghé thăm tôi, tình nguyện làm tài xế đưa đón mấy đứa em tôi cho khuây khỏa. Thỉnh thoảng tôi có vô tình nhắc đến câu ăn cơm tàu ở nhà Tây lấy vợ Lào, thì nó chỉ cười xòa, coi đó là một bài học của quá khứ dại khờ mà thôi. Vết thương dần dần cũng lành hẳn, nhưng Long không đi tìm việc làm, bởi nó dự định ghi tên vào trường kỹ thuật, kiếm một nghề cho tương lai. Ông anh du học của nó thành tài bên này đã lâu, lúc nào cũng chửi nó là thằng không biết nhìn xa, mới qua đã lo kiếm tiền. Lúc đầu nó không nghe, nhưng từ khi cô vợ Lào bỏ đi, nó nghĩ lại và thấy người anh có lý, cho nên mới quyết định đi học. Phải nhận rằng Long rất thông minh và tháo vát, đầu óc bén nhạy và trí nhớ rất tốt. Thành ra tôi cũng học được ở nó khá nhiều. Đối với mấy đứa em tôi, dường như Long có mặc cảm về chuyện tình cũ với cô vợ Lào, cho nên nó luôn luôn tỏ ra đứng đắn, cư xử như một người anh, không bao giờ đi quá biên giới để xa gần tán tỉnh hay dụ dỗ. Mặc dầu nếu nó ngỏ ý thì tôi sẵn sàng ủng hộ. Cần chuyện gì gọi một tiếng nó đến ngay, làm xong lại lặng lẽ lui về, có khi cả nhà không ai biết. Nói chung nó cũng là một thằng bạn tốt. Đã mấy tháng nay không thấy Long lại chơi, tôi tưởng nó dọn đi thành phố khác hoặc vào ở hẳn trong khu nội trú đại học xá rồi. Không ngờ lại gặp ở đây do cuốn phim 3X run rủi. Tôi gỡ cặp kiếng mát nhét vào túi áo và hỏi: "Mày lúc này đi làm hay đi học?" Nó lắc đầu: "Chưa làm cũng chưa học." Rồi nó hỏi lại tôi: "Ai mướn mày làm trò đeo biểu ngữ chống phim con heo?" Tôi đáp: "Nhà thơ Tin Lành chứ ai." Nó tò mò hỏi thêm: "Lương khá không?" Tôi gật đầu: "Cũng được, 8 đồng một giờ." Vào thời ấy, mức lương tối thiểu chính phủ ấn định chưa đầy 4 đồng một giờ. Cho nên con số 8 đồng tôi nêu ra khiến thằng bạn tôi trố mắt, nhìn tôi thèm thuồng. Nó bảo: "Nếu vậy thì cái job của mày thơm quá. Tao chắc chắn là phim này còn chiếu lâu. Mày nhìn khán giả xếp hàng thì biết đấy. Ít lắm cũng nửa năm nữa. Như vậy tức là mày sẽ còn làm dài dài, còn đeo biểu ngữ dài dài." Tôi khoan khoái gật đầu. Nó lại tiếp: "Kể ra mày cũng sướng, cứ việc đeo tấm vải đi lêu bêu một lúc kiếm tiền, rồi lại chui vô coi phim con heo. Nhất mày rồi." Nó vừa dứt lời thì đèn trong rạp phụt tắt, mọi tiếng ồn chung quanh tôi cũng đều tắt theo, để đám đông hồi hộp chờ cuốn phim chính. Sau hơn một tiếng đồng hồ dài sầu, tôi thơ thới bước ra, toàn thân còn nóng hừng hực vì hình ảnh trong phim chưa xóa nhòa trong trí. Tôi định trở lại bãi đậu xe vắng vẻ, đeo hai tấm biểu ngữ lên người, rồi quay lại trước cửa rạp tiếp tục hành nghề, vì khán giả chờ coi suất kế tiếp đã kéo đến khá đông. Nhưng vừa ra tới cửa thì gặp ngay vị mục sư đang hầm hầm chờ sẵn. Thằng Long vội vàng bỏ của chạy lấy người, để tôi đứng lại một mình chịu trận. Ông mục sư túm lấy tôi, mắng một hồi rồi sa thải. Tính ra tôi cũng đã làm cho ông được 3 tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không dám vác mặt đến đòi ông trả tiền. Tôi về nhà kể lại đầu đuôi cho Mỹ Linh nghe. Nàng bảo: "Anh dại quá, để mất chót. Anh muốn coi loại phim đó, sao không bảo em? Ông anh em collection cả một tủ video tape. Tháng nào ông cũng qua biên giới Mỹ quân về vài quyển." Tôi rửa chén thêm 2 tuần nữa thì Mỹ Linh lại kiếm cho tôi một công việc mới, lần này ở sở cảnh sát thành phố. Nàng giỏi tiếng Anh, lại khéo giao dịch, cho nên hầu như bất cứ cửa ngõ nào cũng có thể bắt liên lạc được. Nghe lời nàng chỉ dẫn, tôi mang lá đơn đến và tự dặn mình rằng lần này nếu được thu nhận, tôi sẽ quyết tâm bám lấy công việc để khỏi phụ lòng nàng đã tốn quá nhiều thời giờ và công sức lo cho tôi. Rồi để chứng tỏ sự dứt khoát của mình, trên đường đến sở cảnh sát, tôi ghé lại nhà hàng xin thôi việc,
đoạn tuyệt hẳn với nhà bếp theo đúng ý nguyện của Mỹ Linh. Bà chủ restaurant gốc Thụy Điển nhìn tôi lưu luyến lắm, vì hình như ít có người rửa chén nào nhiều kinh nghiệm bằng tôi. Riêng thằng đầu bếp chính thì tha thiết yêu cầu tôi ở lại làm với gã. Chẳng phải gã có thiện cảm gì đặc biệt với tôi, mà chỉ vì tôi là đứa hiền lành, gã muốn sai vặt lúc nào cũng được. Nhưng tôi đã quyết chí một đi không trở lại, cho nên bảo bà chủ trả tiền rồi bắt tay từ giã. Ở phòng nhân viên sở cảnh sát, một ông dùi cui mặc thường phục niềm nở tiếp tôi, đọc qua lá đơn rồi vui vẻ giải thích. Lúc này người ta uống rượu nhiều quá, nhất là dân da đỏ. Chúng tôi muốn làm sạch thành phố nhưng không đủ nhân lực. Ông sẽ cộng tác với chúng tôi trong một chiến dịch 3 tháng. Xong chiến dịch thì thôi, ông bằng lòng không? Tôi không suy nghĩ, chỉ nhớ lời dặn của Mỹ Linh nên gật đầu ngay. Ông cảnh sát cười hỏi thêm, thế ông có biết kung phu không? Tôi sợ ông từ chối cho nên đáp liều. Ở Việt Nam tôi học Võ Vi Nam với võ sư Lý Huỳnh, hiệp khí đạo với võ sư Đặng Thông Phong và thái cực đạo tại lò Đặng Huy Đức. Tổng cộng bây giờ trong người tôi tương đương với 3 đai xanh. Nhưng ông hỏi làm gì? Ông nhún vai. Đôi khi gặp những cái thằng cứng đầu, mình phải quăng nó lên xe. Cũng có khi gặp phải thằng hỗn láo, nó dám đấm vào mặt ông đấy. Tôi cương ẩu. Thưa ông, tôi không ngán, tôi có nghề mà. Ông cảnh sát đứng dậy chìa tay cho tôi bắt và gật đầu hài lòng. Tốt, tôi thích những người tự tin như ông. Ông tiễn tôi ra cửa, hẹn hôm sau trở lại. Tôi ngập ngừng hỏi thêm, lương bổng thế nào thưa ông? Viên cảnh sát đáp, 10 đồng một giờ. Nếu bị đấm có thể hơn. Ngày đầu nhận việc, tôi ăn mặc rất chỉnh tề, đeo găng tay đen và mắt kính đen, khoác thêm cái áo mưa màu cà phê sữa cho tăng thêm phần long trọng, mặc dầu lúc đó đang là giữa mùa hè, trời hừng hực nóng. Cái áo mưa rẻ tiền ấy tôi chỉ khoác lên người chứ không cài nút, mục đích để thiên hạ tưởng lầm rằng tôi cũng có mang súng ngắn trong người, giống như các nhân viên FBI mà tôi thường thấy trong phim. Tôi ngồi trên xe cảnh sát chạy lêu bêu khắp thành phố mấy tiếng đồng hồ, không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến 5 giờ chiều, vào giữa khu downtown, mới gặp một tốp da đỏ say sưa đang lảo đảo chửi rủa trước cửa một rạp hát. Bấy giờ đang là giữa tháng nên thổ dân đi lại trên đường phố còn thưa thớt, chứ nếu gặp đúng ngày lãnh welfare thì chỗ nào cũng thấy họ túm năm tụm ba, vừa uống rượu vừa hò hét. Trên mảnh đất đa chủng này, bao nhiêu sắc dân cùng đua nhau tiến dần lên. Người da đen mới hơn một thế kỷ trước còn là nô lệ, nay đã có mặt trong mọi chức vụ lớn nhỏ. Người da vàng điển hình là Trung Hoa, mấy thế hệ trước sang đây chỉ để làm đường xe lửa, ngày nay cũng đã thành công trong nhiều lĩnh vực. Chỉ có thổ dân bản xứ được hưởng quy chế riêng, suốt đời lãnh welfare để uống rượu, cho nên càng ngày càng lụn bại. Thành ra cái đặc ân welfare ấy lại chính là cái bẫy để kìm chân họ lại, bởi chính họ không muốn vươn lên. Xe công lực dừng lại, tôi hiên ngang bước xuống, mặt mày nghiêm trọng, biểu lộ tác phong chuyên nghiệp. Chúng tôi phân công mỗi người phụ trách một đứa. Tôi tiến đến trước mặt một thằng say, vóc dáng cành càng, mặt mũi sần sùi lấm tấm mụn đỏ, tay phải còn cầm chai vodka đang uống dở. Tôi bắt chước các đồng nghiệp bên cạnh, dõng dạc ra lệnh, lên xe. Thằng da đỏ thấy tôi tóc đen lại không mặc sắc phục, nó tưởng tôi là người đồng chủng, vội thân mật quàng cánh tay qua vai tôi, đồng thời ghé sát cái mồm nồng nặc hơi men vào mặt tôi và giơ chai rượu mời tôi uống. Tôi gỡ tay hắn ra và quát lớn, lên xe. Gã khựng lại, nhướng mắt nhìn tôi rồi hỏi, mày cũng là cop à? Tôi oai hùng đáp, ừ, tao là police đây, lên xe. Gã nhìn tôi rồi bỗng ré lên cười. Tôi toan mở miệng ra lệnh một lần nữa thì bất chợt gã giơ cao chai rượu phang thật mạnh xuống đầu tôi.
mảnh vụn thủy tinh bắn văng tung tóe. Tôi lảo đảo té bật ngửa người ra. Trong lúc cái đầu choáng váng tê buốt, tôi cố gắng mở mắt ngước lên, thấy một nhân viên cảnh sát vừa vội vã xông tới, đấm liên hồi vào bụng thằng da đỏ. Tức thì gã học lên một tiếng và gập hẳn người xuống. Thế là bao nhiêu hot dog, hamburger cùng với nửa chai rượu trong bao tử chua loét của gã tuôn ra xối xả, phủ đầy lên mặt và vung vãi trên toàn thân tôi. Lúc tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đã thấy Thục, Hảo, Nga và Mỹ Linh ngồi bên cạnh giường. Điều kinh ngạc nhất là lũ con gái đứa nào đứa nấy mặt mũi rất hớn hở, không có vẻ gì là muốn phân ưu cùng tôi. Hình như cái việc tôi bị da đỏ đánh chỉ là một cơ hội để mua vui mà thôi. Cả Hà Mỹ Trúc cũng có mặt, đang cầm bó hoa tươi, nhìn tôi trìu mến. Mỹ Linh đỡ tôi ngồi dậy. Nàng trao cho tôi tấm check 24 đồng của nhà thờ Tin Lành, trả công tôi đã đeo biểu ngữ phản đối phim Deep Throat trong 3 tiếng đồng hồ. Rồi nàng bảo tôi: anh nghỉ vài hôm cho khỏe, rồi đi làm lại. Em đã phone cho nhà hàng cũ của anh rồi, và họ bằng lòng cho anh trở về rửa chén. Hà Mỹ Trúc cắm bó hoa vào cái bình con đặt cạnh đầu giường, mỉm cười bảo tôi: thôi, an phận thì hơn anh ạ. Nghề rửa chén hợp với anh thì anh nên bám lấy nó, đổi thay làm gì cho thêm phiền. Nghề nào chẳng là nghề, chỉ có người xấu chứ làm gì có nghề xấu, phải không anh? Hôm sau xuất viện, Mỹ Linh đến đón tôi về. Ngang qua rạp hát chiếu phim Deep Throat, như một phản ứng tự nhiên, tôi quay đầu chăm chú nhìn ra và giật mình đập tay vào vai Mỹ Linh, bảo nàng thắng xe lại. Nàng ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng vội cho xe đậu sát vô lề. Trước mắt tôi, đoàn người vẫn nối đuôi nhau mua vé. Quang cảnh vẫn không có gì thay đổi. Số khán giả vẫn chưa giảm sút chút nào. Chỉ có một cái khác duy nhất là thằng Long, bạn thân của tôi, đang đeo hai tấm biểu ngữ đi tới đi lui bên cạnh đoàn người tội lỗi. Tôi sửng sốt quay kính xe xuống, toan lên tiếng gọi, nhưng lại đổi ý, nhẹ nhàng mở cửa và bước xuống. Tôi rón rén đến sau lưng nó, đưa tay vỗ nhẹ vào vai. Nó giật mình, tưởng tôi là một khán giả, cho nên vừa quay đầu lại, vừa lớn tiếng nói: Deep Throat, no good.